Anh em có hay kết bài như thế này không? Ở giọng thứ á, đôi khi anh em cảm giác lúc nào cũng kết như thế này hết trơn đúng không? Nó rất là chán và anh em muốn thay đổi nhưng không biết làm thế nào ha. Thì anh em có thể thử cách này nha. Đó là chúng ta kết một bài giọng thứ nhưng lại chơi ở giọng trưởng cùng tên. Có nghĩa là mình chơi la thứ nhưng mà khi kết bài mình xử lý một chút rồi mình về la trưởng. Nó sẽ làm cho cái bài nhạc của mình trở nên có màu sắc hơn ha, đặc biệt là đối với nhạc trẻ nha. Thì cách sử dụng đó là anh em dùng một hợp âm chuyển. Hợp âm này có tên là hợp âm suất 4 ha. Hợp âm suất 4 là anh em chỉ cần nhớ cho mình ha, ví dụ la thứ nha là đô mi đúng không? Thì anh em bỏ cái đốt ở giữa đi ha, có nghĩa là nốt đô đó, anh em nhảy lên nốt rê đó. Lúc này mình sẽ thấy ở đây nè, có hai nốt gần nhau là đúng rồi đó, hợp âm suất 4 ha. Thì cái hợp âm trung gian này anh em làm gì cũng được, anh em muốn làm gì thì làm ha, chạy lên chạy xuống hoặc là đánh chồng lên nhau cũng được. Sau đó thì anh em về là trưởng là được ha. Mình sẽ làm lại nha anh em. Bài khác nha. Đó, anh em thấy cái cách này rất là hay ha. Và không những anh em có thể sử dụng ở đoạn kết bài mà anh em có thể sử dụng cái cách này để mình xử lý những cái chỗ trong bài ha. Có nghĩa là người ta thấy về la thứ đúng không, nhưng anh em thấy chán anh em qua la suất 4 rồi về la trưởng cũng được, miễn là trong cái giai điệu nó không chứa nốt đô là được anh em ha. Tại vì sao? Giai điệu chứa nốt đô mà anh em lại đệm nốt đô thăng thì nó sẽ rất là vô lý, nó sẽ rất là chói tai ha. Rồi mình sẽ làm mẫu một đoạn ngắn là xử lý trong bài nha. Đó, rất hay luôn. Đó là cách chúng ta xử lý kết bài, thậm chí là xử lý trong bài một giọng thứ ha, sẽ trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại trong video lần sau.